Bất động sản, xuất khẩu lao động, thương mại và dịch vụ, du học theo chương trình kết hợp lao động kỹ thuật cao tại Nhật Bản và các nước tiên tiến trên thế giới. Đó là bốn lĩnh vực then chốt trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận An DMC và Công ty Cổ phần Thương mại và Bất động sản Hoàng Sơn do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đình Toàn tâm huyết trong suốt thời gian qua. Trải qua 17 năm thực hiện nhiều chương trình hợp tác lao động với nước ngoài, Công ty Cổ phần Thuận An DMC đưa được hơn 10.000 người lao động và du học sinh xuất ngoại hợp pháp có thu nhập ổn định tại nhiều nước trên thế giới như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Romania, UAE, Ả Rập Xê Út, mang lại giá trị to lớn cho xã hội trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước, xóa đói giảm nghèo vùng sâu vùng xa. Tháng 8 năm 2020, Tổng Giám đốc Lê Đình Toàn đã thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Bất động sản Hoàng Sơn và đã nhanh chóng gây tiếng vang lớn trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chỉ 4 tháng bắt đầu hoạt động, Công ty Hoàng Sơn đã tham gia phân phối thành công hàng trăm các sản phẩm bất động sản có giá trị tại nhiều khu vực trong tỉnh, như mặt bằng quy hoạch 777 xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, mặt bằng quy hoạch 767 thị trấn Rừng Thông và xã Đông Thịnh thuộc huyện Đông Sơn, mặt bằng quy hoạch tại đường 515B xã Đông Hoàng, mặt bằng quy hoạch 725 Đông Khê thuộc huyện Đông Sơn và đã mang lại giá trị to lớn cho những nhà đầu tư đồng hành cùng công ty. Trong tháng 1 năm 2021, công ty ra mắt dự án mặt bằng quy hoạch số 17UBTNMT tại xã Quảng Đức thuộc huyện Quảng Xương. Dự án này là bước đột phá mới của công ty Hoàng Sơn trong hoạch định kế hoạch phát triển kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tạo tiền đề cho phát triển của công ty trong thời gian tới. Mặt bằng quy hoạch số 17 Quảng Đức, Quảng Xương có diện tích 5.400m2, phân thành 30 nền, mỗi nền có kích thước 6 x 30m, diện tích mỗi nền 180m2, được chủ đầu tư Hoàng Sơn quy hoạch đồng bộ hệ thống điện chiếu sáng, điện, nước, sinh hoạt đến từng lô, hệ thống thoát nước và cây xanh phía trước, tạo một không gian sống sang trọng hiện đại, xanh tươi và thân thiện với môi trường. Xung quanh mặt bằng quy hoạch được làm vỉa hè và đường bê tông với chất lượng đảm bảo sẽ tạo cảm giác yên tâm cho nhà đầu tư và hộ dân muốn chuyển đến xây dựng nhà ở ngay sau khi mua được những lô đất này. Ngoài diện tích nội bộ của mặt bằng, dự án có vị trí đắc địa bậc nhất trong khu vực huyện Quảng Xương cũng tạo nên độ hấp dẫn và sự cuốn hút của quý nhà đầu tư và nhân dân trong vùng. Với đường quy hoạch rộng 40m, chỉ cách trung tâm thị trấn Tân Phong 2 km, từ mặt bằng quy hoạch đi trung tâm thành phố Thanh Hóa hoặc Sầm Sơn chỉ 10 km, đến bệnh viện tỉnh, bệnh viện nhi hoặc trường đại Hồng Đức chỉ từ 5 đến 5,5 km. Đây còn là con đường huyết mạch nối các xã được quy hoạch phát triển mạnh du lịch biển như Quảng Đại, Quảng Hùng, Quảng Hải, Quảng Thái, Tiên Trang, tạo thành trục giao thương huyết mạch giữa các xã này với thị trấn Tân Phong và thành phố Thanh Hóa. Chỉ cách công sở xã, trạm y tế, trường tiểu học và trung học cơ sở 300m, cách chợ thương mại xã 250m và phòng khám nam khoa hiện đại chỉ 150m, tạo thuận lợi cho sinh hoạt hàng ngày của dân cư khi sinh sống tại khu đất vàng này. Ở thời điểm hiện tại, đối diện mặt bằng quy hoạch 17UBTNMT là nhà máy Quảng Đức và những dự án lớn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp phép lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, như khu đô thị của tập đoàn Danco và các cụm công nghiệp sẽ được hình thành trong tương lai gần, sẽ tạo nên khu vực dân cư đông đúc, chủ phú và đáng sống. Thời gian qua, huyện Quảng Xương liên tục đón làn sóng đầu tư từ các tập đoàn, tổng công ty lớn trong nhiều lĩnh vực kinh tế, góp phần làm sôi động thị trường bất động sản nơi đây. Trong đó, quỹ thuộc mặt bằng quy hoạch 17UBTNMT của Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương nổi lên như quỹ đất vàng trong khu vực, phù hợp với xu thế phát triển chung của thị trường bất động sản trong tỉnh và thu hút hàng trăm nhà đầu tư từ khắp nơi trong cả nước. Điều khác biệt của quỹ đất vàng này còn thể hiện ở tính pháp lý rất rõ ràng, đã được nhà nước cấp quyền sử dụng đất từng lô. Khi khách hàng quyết định đầu tư, sẽ được ký hợp đồng chuyển nhượng trực tiếp và làm thủ tục chuyển đổi chủ nhanh gọn và chu đáo. Sau khi chuyển nhượng, có thể xây dựng nhà ở, nhà hàng, siêu thị, phòng khám, tạo thành khu dân cư hiện đại và đáng sống bậc nhất. Chỉ từ 3,9 triệu một mét vuông đất nền, quý nhà đầu tư có thể chọn cho mình những bất động sản quý hơn vàng, tiềm năng sinh lợi nhuận cao và vững bền. Sổ đỏ trao tay, nhận ngay quà tặng hấp dẫn trong ngày mở bán.
những chỉ vàng SJC 4 số 9 đầu tay đang chờ quý nhà đầu tư trong khung giờ vàng. Bằng tinh thần trách nhiệm và uy tín của chúng tôi, Hoàng Sơn Len cam kết đem đến giá trị đích thực cho quý nhà đầu tư. Hoàng Sơn Len, khởi tạo cuộc sống phồn vinh của bạn.